cùng tìm hiểu 9 narrative trong thị trường trong năm 2024, trend crypto nào sẽ lead trong mùa tới. Nếu như anh em đã và đang tham gia trong thị trường crypto thì chắc hẳn là đã từng nghe qua những cụm từ như là narrative hay là trend đúng không nào? Trend trong crypto thì thường được hiểu là những xu hướng phát triển của một lĩnh vực nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ là anh em cũng thấy là GameFi đã từng là một trong những trend bùng nổ nhất trong giai đoạn 2021-2022. Hay là như trong năm 2023 thì chúng ta thấy một số trend đáng chú ý như là BRC20 hay là ZK Knowledge Proof đúng không nào? Và khi mà anh em chọn được đúng những coin hay là token lead các trend này trong giai đoạn sớm thì khả năng để anh em xxx tài khoản là rất cao. Vì vậy cho nên là trong video này thì Irene sẽ tổng hợp cho anh em 9 narrative trend mà mình thấy là đáng chú ý nhất trong năm 2024 để anh em không bị bỏ lỡ những cái cơ hội kiếm tiền trong mùa tới nhá. Và mình xin lưu ý cho anh em là video này là tổng hợp cá nhân của mình dựa trên rất nhiều research từ các nguồn khác nhau, có cả ở Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên thì đây sẽ chỉ là ý kiến cá nhân từ phía mình thôi chứ không phải lời khuyên đầu tư. Cho nên là anh em hãy luôn Dior, hãy luôn tìm hiểu thật kỹ càng và sáng suốt trong mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhá. Ok, hãy cùng vào việc thôi. Có một điều mà mình nhận ra trong những đợt uptrend trước đây á là dòng tiền thì sẽ thường đổ qua từng trend khác nhau. Và cách đơn giản nhất để nhận ra trend nào đang lead, đang thịnh hành ở trên thị trường là chúng ta có thể thấy là một số đồng coin ở trong một hệ hay là một mảng nhất định nào đó bay phấp phới ở trong một thời gian khá là dài. Hoặc là khi mà anh em lướt các mạng xã hội như là X, Twitter thì sẽ thấy khá nhiều KOL lớn hay là các quỹ lớn đang nhắc về những đồng coin nào đó. Những trend này thì sẽ được hình thành từ một số narrative nhất định đã xuất phát từ mùa trước hay từ năm trước chẳng hạn. Trong năm 2024 này thì theo mình sẽ có một số trend và narrative đáng chú ý như sau. Đầu tiên là Bitcoin halving. Một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với Bitcoin nói riêng cũng như là toàn thị trường crypto nói chung đó chính là Bitcoin halving. Nếu như anh em mới tham gia vào thị trường thì mình có thể giải thích đơn giản. Bitcoin halving là quy trình giảm một nửa số phần thưởng dành cho thợ đào khi mà họ khai thác được một khối Bitcoin mới. Ở trong quá khứ thì các chu kỳ tăng trưởng của thị trường thì thường gắn với sự kiện Bitcoin halving này. Đợt halving tiếp theo thì dự kiến sẽ được diễn ra vào khoảng tháng 4 cho đến tháng 5 năm 2024. Và nếu như lịch sử có lặp lại thì thị trường crypto có thể đã tạo đáy vào khoảng đầu năm 2023 trước khi mà đi vào cái giai đoạn tích lũy vào nửa sau năm 2023 và để tạo tiền đề cho chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ vào khoảng thời gian là khoảng 2024 cho đến 2025. Với trend này thì hẳn nhiên là đồng coin đáng chú ý nhất sẽ là Bitcoin. Anh em có thể sử dụng phân tích kỹ thuật cũng như là theo dõi những tin tức khi mà sự kiện Bitcoin halving xảy ra để có thể tìm kiếm được một thời điểm vào lệnh và một thời điểm thoát lệnh phù hợp đối với sự kiện này nhé. Trend thứ hai là BRC20. Các project mới thì sẽ được xây dựng nhiều hơn ở trên BTC. Trước đây thì sự khác biệt lớn nhất giữa Bitcoin và Ethereum thì chính là smart contract. Trong khi Ethereum thì cho phép triển khai smart contract và tạo ra vô vàn DApp, thì với Bitcoin từ khi ra đời thì ứng dụng duy nhất vẫn chỉ là lưu giữ giá trị. Nhưng những nhà cách mạng thì đã không muốn như vậy và họ muốn tạo ra một mạng lưới Bitcoin phải đa năng hơn nữa. Với lý tưởng trên thì BRC20 là chuẩn token đã được xây dựng bởi hai giao thức là Ordinals và Taproot trên blockchain Bitcoin, tương tự như ERC20 trên Ethereum. Nhờ có BRC20 mà hệ sinh thái của Bitcoin đã phát triển rất là mạnh mẽ. Chúng ta đã có infrastructure này, wallet này, marketplace này, DEX vân vân. Cùng với đó là sự ủng hộ của rất nhiều tên tuổi lớn ở trong ngành crypto. Bitcoin tăng giá mạnh cùng với việc là BRC20 tăng trưởng mạnh mẽ thì đã thúc đẩy việc các dev hay là những nhà phát triển tích cực tạo thêm các game cho BTC. Đặc biệt cùng với việc halving lần thứ tư, khi mà phần thưởng của miner giảm xuống thì phí giao dịch ở trên những game mới này sẽ bù đắp cho họ, một yếu tố để cân bằng game cho cả miner lẫn investor. Một số dự án hay là đồng coin đáng chú ý theo trend BRC20 thì anh em có thể theo dõi là Audi này, Sat hay là Multibit vân vân. Trend kế tiếp là Ethereum và Layer 2. Đi theo Bitcoin thì tất nhiên chúng ta cũng phải chú ý thêm Ethereum. Suốt chiều dài 10 năm lịch sử phát triển của DeFi thì số lượng người tham gia đã tăng từ 0 lên đến 425 triệu người dùng. Tuy nhiên thì tốc độ giao dịch của hệ sinh thái DeFi lớn nhất là Ethereum thì vẫn dừng lại ở con số là 20 TPS. Dĩ nhiên thì điều này đã được nhận ra từ sớm bởi chính đội ngũ phát triển của Ethereum và cộng đồng crypto. Nhiều blockchain với biệt danh là Ethereum Killer đã ra đời, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có một giải pháp nào thành công thật sự. Và Layer 2 thì được ra mắt và được xem như là giải pháp tiệm cận hoàn hảo cho các vấn đề của Ethereum. Ưu điểm của các Layer 2 là tận dụng được sự phi tập trung, bảo mật của mạng lưới gốc của Ethereum và tùy vào từng trường hợp sử dụng mà các nhà phát triển có thể lựa chọn sử dụng giải pháp phù hợp. Thêm vào đó thì các Layer 2 còn được tận dụng một lượng lớn người dùng từ chính Layer gốc là Ethereum, dễ dàng lôi kéo họ sử dụng Layer 2 hơn là một blockchain mới. Hiện tại thì các ông lớn rất bullish và Ethereum và Layer 2. Chúng ta đã thấy sự tham gia cuộc chiến Layer 2 của rất nhiều ông lớn như là Binance, Coinbase, Consensus
Genesis, A16Z và rất nhiều cái tên khác. Không chỉ thế thì nhiều dự án Layer 1 sau nhiều năm tháng loay hoay không biết phát triển như thế nào thì cũng quyết định chuyển mình trở thành Layer 2 như là Celo, Cantos v.v. Mình nghĩ điều này là cực kỳ hợp lý bởi vì hiện tại Layer 2 đang tạo ra được một giải pháp giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn, lưu trữ dữ liệu tốt hơn và còn tăng thêm một lớp bảo mật cho Layer 1 đầu tiên. Và những điều này thì đang cực kỳ cần thiết cho cả người dùng lẫn các nhà phát triển. Vì vậy cho nên là Layer 2 thì nhiều khả năng sẽ tạo nên một cột mốc lịch sử tiếp theo trong crypto trong tương lai gần, tương tự như cách mà Layer 1 đã làm trong mùa vừa rồi. Một số dự án Layer 2 nổi bật hiện nay thì có Optimistic này, Arbitrum này, OPBNB, Stacknet, ZK Sync v.v. Ngoài ra thì anh em cũng đừng quên làm retroactive ở trên những Layer 2 mà chưa ra token, ví dụ như là Base hay là Lightning nhé. Trend kế tiếp là Modular. Modular blockchain thì là một blockchain hiện đại có khả năng tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng. Đặc điểm quan trọng của modular blockchain là nó sẽ chia công cụ thành 3 phần chính thay vì thực hiện tất cả chúng ở trên layer 1. Về cơ bản thì modular blockchain sẽ phân chia công việc chuyên môn cho từng chain và cắm vào một module chung. Một số dự án modular tiêu biểu có thể kể đến như là Celestia này, Agent Layer hay là Avai. Ngoài ra thì Arbitrum hay là Optimism cũng được coi là modular blockchain. Anh em có thể quan sát thêm nha. Trend tiếp theo là Real World Assets. Như chúng ta đã biết thì Bitcoin ETF đang được lên kế hoạch phê duyệt. Khi mà thời điểm Irene lên video này thì có thể đã qua thời gian phê duyệt là mùng 10 tháng 1 rồi. Nhờ đó cho nên là những dự án thuộc danh mục là Real World Assets thì sẽ được hưởng lợi bởi vì ETF thì chính là sự mở cửa của pháp lý đối với tài sản trong thị trường crypto để tiếp cận người dùng truyền thống. Mà những người dùng truyền thống thì lại là những người có rất là nhiều tiền và họ sẵn sàng sở hữu những tài sản Real World Assets. Vì vậy cho nên là khi ETF được thông qua thì người ta sẽ có góc nhìn tích cực hơn với sự phát triển của Real World Assets sau khi mà người ta thấy được cơ hội ở trong thị trường crypto. Một số dự án hay là token nổi bật theo trend này mà Irene có quan tâm đó chính là MRK này, Link, CFG, TRU v.v. Còn rất nhiều cái tên khác anh em có thể research thêm. Trend kế tiếp có thể kể đến là sự chuyển mình của GameFi. Như Irene đã đề cập ban nãy thì trước đây GameFi đã từng là một trend cực kỳ hot trong thị trường crypto. Trong thời gian những năm 2021-2022 thì GameFi chính là trend đã kéo được rất nhiều người dùng mới với mức ROI trung bình cực kỳ cao và khả năng về bờ nhanh, giúp cho nhiều anh em thay đổi được vị thế ở trong thị trường. Những dự án GameFi đã từng làm mưa làm gió có thể kể đến như là Axie Infinity này, Titan Arena hay là The Sandbox. Tuy nhiên thì sau vụ hack lịch sử của Axie Infinity cũng như là sự đổ vỡ của rất nhiều mô hình GameFi theo dạng Ponzi hay là ăn sổi, trong thời gian tới thì các dự án GameFi nếu muốn phát triển một cách bền vững thì theo mình sẽ cần phải có những yếu tố như là có tính giải trí cao này, khả năng kiếm tiền tốt cũng như là một cơ chế tokenomics bền vững. Bên cạnh đó là cần phải khắc phục được vấn đề lạm phát cũng như là tăng thêm được nhiều use case cho token holder, ví dụ như là những người hold token sẽ có thể được chia sẻ doanh thu này hay là phí giao dịch hoặc là có thêm cơ chế burn token v.v. Gần đây thì chúng ta có case của game Big Time được FOMO khá là nhiều, bạn bè mình có chơi và chia sẻ lại là họ có thể kiếm từ 300 cho đến 500 đô một ngày. Đây là một game AAA với đồ họa khá là tốt cũng như là có cơ chế giống như những cái game võ lâm ngày xưa. Token của game này thì có những cái pha tăng trưởng đáng kinh ngạc và được list trên rất nhiều các sàn lớn như là MEX này, OKX hay là thậm chí là Binance. Tuy là vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề là Ponzi của GameFi, tuy nhiên thì theo mình thấy case của game Big Time gần đây cho thấy là GameFi vẫn là một mảnh ghép cực kỳ đáng chú ý của thị trường và giúp thu hút được rất là nhiều người tham gia vào thị trường crypto. Vì đây thì sẽ là cầu nối gần nhất để đưa thị trường crypto gần hơn với tệp người dùng Web2, tệp người dùng truyền thống. Một số GameFi hoặc là token đáng chú ý thì có thể kể đến như là Pixel này, Immutable, The Sandbox, Axie Infinity và những game mới sắp ra mắt trong tương lai. Trend kế tiếp là AI cộng blockchain. Với vốn hóa thị trường năm 2023 của ngành trí tuệ nhân tạo AI đã đạt mức là hơn 241 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo của Statista Market Forecast thì giá trị vốn hóa của AI thậm chí có thể rơi vào mức là hơn 2 triệu tỷ đô. Các ông lớn công nghệ thì đang chạy đua trong việc phát triển AI. Một số cái tên lớn có thể kể đến như là Google này, OpenAI hay là Adobe. Ở trong blockchain thì hiện giờ vẫn còn nhiều tranh cãi về các mối liên quan giữa hai công nghệ này cũng như là khả năng giải quyết các vấn đề ở thực tiễn. Thế nhưng mà các quỹ lớn, đặc biệt là có A16Z thì đang đồng loạt bullish on AI cộng với blockchain. Cụ thể hơn là vào khả năng mà AI có thể xử lý data này, AI cung cấp data để training hay là quản lý tài sản, asset management. Một số dự án AI mà mình đang quan tâm thì có Fetch.ai với token là FET.
Trend hay là negative tiếp theo có thể kể đến là SocialFi. SocialFi thì là từ ghép của social media và decentralized finance. Từ này thì ám chỉ các cái hệ thống truyền thông xã hội được tích hợp với nền tài chính phi tập trung. Sự tích hợp này thì sẽ giúp cho chúng kế thừa được toàn bộ các tính chất tốt đẹp của DeFi. Năm 2023 thì nhờ vào sự phát triển của sản phẩm Friend.tech thì người ta đã thấy được tiềm năng xã hội cực kỳ cao ở trên ứng dụng blockchain. Các dự án đáng chú ý trong lĩnh vực SocialFi mà mình đang quan tâm gồm có Facaster này, Lens Protocol, Binance Square, vân vân. Trend tiếp theo là meme coin và shitcoin. Theo kinh nghiệm của mình ở trong thị trường thì mình thấy là meme coin và shitcoin thì là trend cực kỳ tiềm năng và luôn là một ngách không thể thiếu cho sự phát triển của thị trường crypto. Meme coin ở trong năm 2023 thì đã rục dịch quay trở lại với những cái tên đáng chú ý như là Bong với câu chuyện quay trở lại của Solana hay là cú ếch xanh Pepe, chứng minh là mùa nào cũng có những meme coin có thể giúp chúng ta đổi đời. Và hiện tại thì vốn hóa của meme coin ở trên thị trường theo thống kê của CoinGecko thì cũng đã đạt mốc khoảng hơn 20 tỷ đô, khá là lớn so với nhiều hệ sinh thái công nghệ khác. Ở khía cạnh các nhà phát triển thì meme coin cũng là công cụ marketing hút tiền tốt nhất cho các hệ mới, giống như là Arbitrum có AI Doge hay là Base thì có token là Bon hay là Solana thì có Bon chẳng hạn. Theo mình dự đoán thì trong mùa uptrend tới, meme coin sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Trong quá khứ thì chúng ta có Shiba Inu và Dogecoin, thì ở thời điểm hiện tại chúng ta có Pong và Pepe đang là những đại diện tiêu biểu của meme coin thế hệ mới và cũng đã lọt vào top 5 vốn hóa của hệ meme. Ngoài các trend và narrative kể trên thì anh em cũng có thể tham khảo bảng sau. Đây là bảng thống kê về những trend hay là narrative mà các quỹ lớn đang theo dõi. Anh sẽ để hình ảnh ở trên màn hình cũng như là link Twitter về những trend hay narrative này để anh em có thể tìm hiểu thêm nhé. Mình dự đoán là năm 2024 này sẽ là một năm khá tươi sáng với thị trường crypto, với nhiều sự kiện ủng hộ cho việc phát triển của ngành tiền mã hóa. Những trend và negative mình vừa kể bên trên thì đã rục rịch phát triển trong thời gian trước đây và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2024. Anh em nghĩ sao về những trend này và anh em có đang quan tâm hay là theo dõi những đồng coin, token ở trong các trend này hay không? Hay là anh em dự đoán là có trend nào khác sẽ lead thị trường trong năm 2024 tới? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình xin nhắc lại là video này chỉ mang tính cung cấp thông tin và trải nghiệm cá nhân chứ không phải là lời khuyên đầu tư nào cả. Cho nên là anh em hãy luôn sáng suốt trong mọi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Goi68TV, cũng như ấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.